Ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động, ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa, em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng, thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. 30 lần đó. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Mệt quá. Cưới chị 30 tuổi là ông chết luôn. Ai cưới bà luôn cho rồi. Sau này lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tôi hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lắng nhắc vậy luôn á hả? Em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy, và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niềng đó, dướng niềng. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niềng răng quá lạ. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra ôm nhau ngủ. Vô nghĩa. Cái nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới ngày tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3, tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn mà nó cũng tào lao lắm. Vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm thì cứ quờ quạng nhau mà. sao quẩn nhau vậy? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa, còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện có tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn á. Vậy đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không quản lý được mấy con số, em ghét số, đừng kêu em tính tiền vậy trơn, em không hề đếm tiền được. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả, em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mà em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Vậy hả? Nhưng mà hiện giờ em làm giáo viên dạy vẽ. À, cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm, tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng nhoi vậy á. Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa, thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Ừ. Nhưng mà trước đó là chưa mà các chưa bạn hề có dấu hiệu có một cái lời nguyền gì cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã, rồi công việc cuộc sống rồi thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau và nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đũa xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá à. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, phải cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tôi hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lắng nhắc vậy luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn á là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tụi chị em nghe xong cái tụi em thấy sao kỳ kiểu em ghen á. Cái xong em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại crush á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tụi đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra em mới nói là đâu đi với ai đâu. Là crush này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen em đi. Sao em? Tại em nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á, tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm, tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó. Cưới tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Dạ. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn con nít á, là đi vô đầm sen chơi thì chơi lúc đó. Em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi nhau vui vẻ rồi hôn nhau á, thì vợ em lúc đó đang có niềng thì có cái mắc cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy, và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niềng đó, dướng niềng. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niềng răng quá lạ. Sao
sau cái nụ hôn đó rồi có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần, mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu anh Bin rồi. Sao em không hiểu anh Bin rồi? Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà bảy cấp độ đó. Qua ranh giới hay không? Thì cái vụ cái nụ hôn đó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á mà chơi lâu á đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều mấy chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không. Cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu, tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi 2 năm. Từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Vậy là tức suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra, ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa. Cái nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giờ tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3, tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà. Sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá. Thân mà thân giống như trong nhà rồi. Ừ. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó tới là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó được cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ 2 là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc. Đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có, cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu mà nó bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn rồi cái tần suất nó đều đặn hơn thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa, hay là nó vẫn như những hồi năm rồi là có không được, không có cũng được, cũng vậy thôi. Cũng vậy. Vậy rồi vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài hay sao á. Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm rồi, yêu nhau là 2 năm rồi, cưới nhau được 5-10 tháng đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong mà ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạt quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Xong rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi lần. Chưa hỏi 2-3 lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm lần nữa, cứ hay quên vụng về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á lúc nào cũng làm thất bại. Vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ trực tiếp em nhìn luôn á chị. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhà về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không mà thất là bại không làm thất bại. Ủa lạ vậy, có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ vậy đó hả? Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ đi chơi với em chồng á thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền, anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không gọi là không về luôn, đi chơi quên giờ giấc, ham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? Người quản lý chi tiêu là em, mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm, mà vợ em vẫn còn, thì em nghi ngờ thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15 ngàn mà toàn 1-2 ngàn. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Dạ đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền, cứ nghĩ là chắc mình không xài mà. Thôi kệ vậy đi. Ông chồng giống như ông bụt. Rồi còn gì nữa không? Có ghen không? Dạ em rất là ghen.
chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. À, mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn trong gì? À, nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua. Lầy á hả? Dạ. Giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi. Thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà. Mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ hiểu tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Em cảm ơn chị Hồng Nhung. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Nghe. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi. Chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ, và chào tất cả các vị khán giả. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Văn Mạnh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang kinh doanh ạ. Kinh doanh? Dạ. Mạnh kinh doanh bên lĩnh vực nào? Bên tạp hóa ạ. Hàng hóa. Dạ. Hóa đúng không? Dạ. Còn em? Em tên Nguyễn Thị Tố Như, 26 tuổi, đang làm kỹ sư. Dạ. Như thì là kỹ sư, dạ. Mạnh là kinh doanh. Dạ, em kinh doanh tại nhà. Vậy thì hai bạn gặp nhau chứ nào ta? Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp là đi mùa hè xanh, cùng đội với nhau. Trong đời của em có một bạn có tình cảm với bạn này, nhưng bạn đó không dám nói, nhưng bạn đó nói với em. Thì lúc đó em không nói cho bạn kia biết là em cũng thích cô này. Lúc đó em nghĩ trong đầu là nếu bạn kia mà nói trước mình á thì em cũng xin rút lui, thì em cũng không tin tới làm gì nữa. Nhưng bạn kia không nói, mấy vừa có em mới nghĩ trong đầu, mẹ mẹ không nói tao nói. Đúng rồi. Mà giờ em nói gì? Em nhắn tin, mình thấy thích bạn. Em mới nói là thôi bây giờ ở chiến dịch hệ xanh á thì mình không có nói tới chuyện này, để sau này về thành phố đi rồi có gì tính sau. Bao lâu thì chính thức là yêu nhau? Một tháng sau chiến dịch ạ. Vậy là yêu nhau bao lâu? Dạ 6 năm ạ. Trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á, chồng em có say nắng một bạn nào khác không? Dạ có ạ. Trong hội đồng hương của anh á thì có đá banh, thì cũng có đội nam đội nữ đó, thì gặp bạn này nói chuyện cũng hợp tính, rồi cũng có say nắng không anh? Cũng có. Em thì đi đá banh thì em gửi đồ cho cô cầm thì cứ cầm riết rồi cũng quen, nói chuyện hoài, nói chuyện tới sáng không cho hết chuyện rồi. Thì có hôm đó thì vô tình lúc đó em đang nói chuyện với cô ấy thì vợ em cũng đăng nhập cái nick Facebook của em luôn. Rồi sao? Ngồi nghe em với cô ấy nói chuyện, vợ em ngồi đọc. Vui ha. Thì lúc đó vợ em sao? Cũng nổi điên. Nhưng mà không có chen vô để hai người nói, mình đọc. Xong cuộc nói chuyện đó thì em điện thoại em hỏi anh là mà anh có bận gì không? Thì anh nói ngày mai anh hẹn một cái người bạn là bạn thân của anh là con trai á, đi uống cà phê. Thì em thấy đó là không được rồi, nhưng mà vẫn cứ để cho đi. Qua ngày hôm sau em mới gặp, em mới hỏi bây giờ anh có cái gì nói dối em không, thì anh nói đi. Không nói, cái em mới nói là em đọc tin nhắn của anh rồi, em biết rồi. Nếu mà giờ anh không nói thật với em thì em gọi cho người ta em hỏi luôn. Thì anh cũng cho em số điện thoại, em gọi em hỏi. Thì cô này cũng khai thật, cũng nói là có gặp nhau. Chồng hết rồi mà. Em kể cái này chính xác hơn, tại vì cái cô ấy á nói là anh có bỏ chị theo em được không, chị đó tính cục cằn bỏ thủ khó chịu lắm. Em nói là thôi không được đâu, anh chót dại rồi, bây giờ em nói giùm anh đi thì anh không bỏ được chị ấy đâu. Anh chót dại với em rồi, coi như là anh xin lỗi em, anh cũng có lỗi với em. Thì em cũng năn nỉ cô ấy, nói thẳng ra là em năn nỉ cô ấy luôn, là làm sao mà nói tốt cho em, là hôm sau là hẹn ba người gặp nhau á, ba mặt một lời nói chuyện với nhau á. Là năn nỉ là gặp vợ em này, nó tốt là anh ấy không có gì đâu, anh ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi. Mà đúng là em nói chuyện bình thường nhưng chưa có cái tình cảm gì hết. Nhưng mà cô ấy cũng có ý với em, cô ấy cũng nói hỏi thẳng em luôn là bây giờ anh có bỏ chị ấy theo em được không. Thì em cũng trả lời thẳng với cô ấy là không.
Rồi thì tốt rồi, thế tốt rồi. Thì bao lâu thì các em mới cưới nhau? À dạ, cái đợt ghen nhau đó là 3 năm rồi, 3 năm sau là cưới. Vượt qua quá nhiều thử thách để mà sau khi cưới anh ấy còn tìm một người bạn nào để mà gọi say nắng nữa hay không? Cái này thì tụi em mới cưới nhau được 7 tháng thì hiện tại em chưa phát hiện ra. Còn sau này thì em chưa biết. Chúng ta lấy nhau về rồi em cứ thoa thuốc chống nắng nhau nhiều đi. Cái này em công khai với vợ em luôn mà. Anh ở nhà anh buôn bán vậy đó. Có nhiều cô qua lắm. Em cũng không làm gì hết, anh chỉ nói chuyện thôi. Em mà thấy cô nào thích anh thì đó là do cô thích anh thôi chứ không phải tại anh. Nhưng mà do anh có đáp lại không? Đó, anh rồi. Anh buôn bán thì anh buôn bán thì phải đáp lại thôi. Rồi, thôi thôi, cứ làm sao đâu. Anh hỏi nè, vợ em có kiểm soát điện thoại của em không? Cực kỳ kiểm soát luôn. Cực kỳ kiểm soát luôn. Em không muốn và cũng không thích, em nói thẳng với vợ em là anh không thích em đụng bất kỳ cái đồ cá nhân của anh nếu chưa được sự đồng ý của anh. Đó. Vợ em chuyên là lục điện thoại. Mỗi lần em nhắn tin với gái là em xóa hết à, không thấy đâu. Rồi, còn gì nữa? Bóp em cũng vậy, hôm nay có bao nhiêu tiền? Cũng lục, em giấu kỹ lắm, nhiều lúc em giả vờ em bỏ vào túi quần á, có 5 ngàn, 10 ngàn à. Cũng lấy nữa. Lấy hết luôn. Trời ơi, xuống. Bây giờ ông lấy ước sao? Xuống khoe là hôm nay em bắt được tiền. Từng bắt được của ai lấy của chồng 5 ngàn bạc mà bắt được tiền. Ủa nhưng mà mỗi ngày phát cho nhiêu tiền? Em thì em ở nhà em muốn bán mà là cả tiền em cầm hết, nhưng mà tối về em phải ghi sổ. Em ghi sổ xong là bao nhiêu là em phải nộp hết. Nhưng hôm nay em đói bụng quá em ở uống ly cà phê. Sao hôm nay ăn nhiều thế? Tiêu chuẩn có ly cà phê hôm nay nhiều thế. Tối cứ lên cứ là nhà trong tay em biết cả tay em ước gì có cái remote em bấm mất mù tẹt im luôn. Ngày nào cũng vậy mà hôm em xài có 10 ngàn 20 ngàn cũng hôm nay xài hơi phí rồi đấy. Trời ơi. Mà em cứ hễ em không thích nghe là em nằm em ngủ. Và em không được ngủ đâu. Em nằm lúc 11 giờ và đến chắc phải 2 giờ sáng mới được ngủ. Cứ lè nhè bên tai như cái kiểu mà đài mà bị sóng mà bị chập chờn á, nhũ sóng á. Hoài luôn á. Mà vợ em có nóng tính không? Em nóng tính lắm mà. Nhiều lúc không kiểm soát được bản thân em. Đang cầm cái gì đó mà em nói mà vật ý đấy, mà có thể ném cái đó xuống đất hoặc dục tùm lum hết luôn. Đang rửa chén mà cầm cái chén lên em cũng sợ em lao là em đỡ luôn mà. Bé có bao giờ bị chén kia đánh không? Đánh đòn thì chưa đánh nhưng mà nhéo và cắn thì nhiều lắm. Tay em là biết bao nhiêu vết bầm rồi. Mà em có bao giờ đánh lại không? Không, em không bao giờ quấn vợ. Em chỉ nói thôi mà em nói không được. Em gọi điện mẹ vợ em mét à. Trời em sao mà nhìn em vậy mà anh không nghĩ là em vậy. Em giữ với mình ảnh là còn người khác thì lắm. Dễ thương hết mà em đâu thấy dễ thương với em đâu. Em sợ luôn mà. Đây là nước tràn bờ đê đó. Dạ anh đăng ký. Tràn rồi em đăng ký. Anh đăng ký hết anh tố cáo em. Tất cả các cái tính tình của em đăng ký hết. Bọn em không đụng cái gì trong cái bản đăng ký hết. Dạ em còn không muốn nói gì em cứ nói đi. Em nói nhiều lắm. Hôm nay đây là em nói khỏe nha. Còn gì em nói nữa đi em. Nói đợi. Nói đi. Sớm muộn ngày tối nay em bị đánh à? Em không biết là bị đánh. Nhưng mà em cũng sợ em đánh hoài em cũng lì rồi, da em giờ nó cứng như da cao rồi. Đây 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 đây. Nhiều lúc cào đây nè, mấy người kêu bị té hả? Sao mấy người kia biết chắc vợ cào nè, đậu mèo cào á. Mà nhiều lúc đánh em đánh vô chỗ hiểm. Chỗ hiểm. Đánh ghê lắm. Mỗi lần đánh em là em phải lấy tay che hạ bụng chứ. Rồi làm gì làm. Thời nghiệp em quá 12 bến nước. Rồi, bây giờ hết chưa? Đã chưa? Mà thấy em, ảnh cưới gì vậy? Thì ảnh thì mê đá banh. Có nhiều lúc ở nhà buôn bán mà hôm đó em mệt, em mới không có coi quán cho ảnh được. Em nói ảnh muốn đi đá banh thì ảnh đóng cửa đi, sẵn sàng đóng cửa đi luôn. Rồi còn gì nữa không? Đúng chắc hết đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Việc nhà thì phụ vợ, chủ động làm, không phải nhắc để mất công rồi la nói cọc với ảnh là ảnh không làm. À, rồi bây giờ tới em. Ao ước và ước ao thôi, em ước ao và em bớt nóng tính đi một chút. Nhiều lúc vợ cầm con dao mà chồng cũng sợ, chồng cũng phải né. Sợ hẻo. Không sợ ném dao luôn á. Em sợ, mình nhiều lúc liều không nghĩ tới bản thân gì hết. Bực nóng lên là làm tùm lum hết. Đôi khi tự cắn tay mình, cắn cho đau để em thương. Nó chơi hành hạ bản thân không à, mệt lắm. Em, ví dụ như là cái tình trạng mà không cải thiện với hai vợ chồng vậy á, tụi em nhắm tụi em chịu đựng nhau được bao lâu nữa? Em thì em có thể chịu đựng được. Còn cô ấy thì sao thì em cũng không biết được. Chắc là không cải thiện được thì chắc cũng chịu thôi chị. Có nghĩa là vẫn chấp nhận những cái điều đó ở nhau. Coi như là chồng vẫn giữ cái cá tính của chồng, ngược lại vợ vẫn giữ cá tính của vợ, thì em vẫn chấp nhận là chịu đựng nhau đúng không? Thì gia đình hơi ồn ào tí. Nói chung là hơi ồn ào một chút thôi nhưng mà em... Em có thể chấp nhận được đúng không? Dạ chấp nhận được. Như vậy có nghĩa là tụi em rất là yêu nhau. Còn những cái điều vừa rồi mà vợ em biểu là nước tràn bờ đê chỉ là những cái mà tiểu tiết nhân cơ hội này nói ra cho vợ nghe để vợ hiểu là chồng không thích cái này, chồng thích cái nọ, ông thích cái kia, với một hy vọng mong manh là nếu sửa được thì tốt. Thì thôi đó, bây giờ nè, tụi em yêu nhau cũng lâu rồi và tụi em đã chấp nhận là đồng hành với nhau cho đến suốt cuộc đời. Bây giờ nếu mà mình đã yêu nhau như vậy thì những cái gì mình có thể làm cho nhau bớt những cái bức bối, bực bội rồi những mệt mỏi đi thì mình cố gắng. Tại vì khi mình còn có nhau thì mình phải biết trân quý những... Tại vì thực ra thì cái cuộc sống của mình, nhất là đối với thời điểm hiện đại bây giờ, là cái áp lực cuộc sống quá nhiều. Nó đè nặng lên cả công việc của vợ lẫn chồng. Thành ra là khi mà mình có thể làm cho nhau được hạnh phúc á, làm cho nhau được vui thì mình cứ cố gắng tranh thủ. Nhất là khi mà
đang còn son rỗi, chưa có em bé, thì nên dành cho nhau nhiều chút đó, theo chị là như vậy. Rồi nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nha, và mọi điều tốt lành sẽ đến với hai vợ chồng. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, cảm ơn em. Trời ơi, lên đây, lên đây, lên đây. Ha ha, bỏ này ra luôn. Em bên này để anh. Trời ơi, mới gặp nghe. Số mấy cưng ơi. Em. Ủa Bin gặp ở đâu? Em nè, vừa mới gặp. Người ta đó nghe là có một cái hồ bơi rất là dữ. Ở tại Tiền Giang. Đây, phải nói là hôm nay em gõ cửa thăm nhà hay dạ, em gõ cửa thăm nhà chị. Được chưa, được chưa, cái xe ngồi được chưa? Rồi, chỉnh lại. Em đổi vị trí được không? Em ngồi mé trong cho. Sao vậy, sợ mập luôn. Đúng rồi. Không, ấy cho vô trong ngồi đi. Đúng rồi, cho em vô trong đi. Được cái... Người ta có điều kiện, người ta phải biết lái. Dần sau em quyết định em ngồi trong được không? Dạ không được. Tại em ngồi cái góc này cái mặt em mới đẹp. Mời em vô trong là mặt xấu quá. Rồi như đó là ok á. Ok. Không như mà cái máy họ lấy cái góc máy mà em đẹp lắm em. Ok. Nha. Đó. Máy em bên đây nè, góc bên đây nè. Thôi đi, cái mặt đẹp cũng chết. Anh là chuyên ngôi vụ em. Không đẹp thiệt mà cưng. Rồi, xin rất vui vì được gặp lại hai em. Chị một biết không? Mới vừa gõ cửa thăm nhà hai vợ chồng này ở dưới Tiền Giang. Ồ, một cái câu chuyện tình yêu của họ rất là hay nghe chị nha. Và bữa không biết nữa ai đó, hình như là chắc Ngọc Lan hay sao, dỗ dụ mời tham gia trình vợ ông Son. Ồ vậy đó hả? Trời ơi. Rồi, anh thì biết hai vợ chồng rồi, thế nhưng chị Hồng Vân và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son vẫn chưa biết gì về hai em. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy dạ. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn. Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì. Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, chị khán giả chưa ai biết cả. Đúng rồi. Hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào. Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà chứ còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ông ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối giờ chỉ gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi, mày làm sao để tao quen ổng lại. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ấy tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn cái cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á, thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á là người ta về là ta sẽ đi ngang cái Lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông
thầy giáo của chồng em cơ. Là mấy nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá giang ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có, có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết thì chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi. Là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em leo ngồi họp lại đi, thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40+ kg hà. 42. Khoa Hoàng Anh em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ ngồi trên đâu? Xe lăn. Ngồi lăn đúng không? Là em nó nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện đúng thoại không? Luôn. Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có chứ sao giờ được em. Cô ơi, hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đốt nhiều thời gian. Với vậy là em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là hả chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nó vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì cái thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng luôn đó. Suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó
nhanh nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp để xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ, là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó, tấn công vô, rồi bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô đốc vô rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là ta gọi là hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xem mắt thôi, thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt, mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không hiểu rớt nước mắt dạ mẹ. Mình không hiểu sao, thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi, là về mẹ chịu luôn. Dạ mẹ, em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc. Mẹ bà chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Tức là em không, em biết hơi lại mẹ có tâm sự với em. Là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta, thương người ta, rồi ở thời gian là chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bất công là kim lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghĩ thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn là hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em biết nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình. Thì mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó, thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó lạnh giả man luôn, rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông này sao á, sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái. Trời cha hung con vậy đó. Rồi cái chiều tối bác về, rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không. Chở qua nhà bạn, xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ, nó xa ơi là xa luôn, mà mình đã ổng mới bé mình lần đầu là mình còn mất cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao vô tới nhà trọ? Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh, thì nói chung là hai người đó khi người ta gặp em, người ta chắc cũng bỡ ngỡ, anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn.
mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó, rồi ví dụ chơi này nọ trong trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rổ xăng. Chở chỗ đó sang xong rồi, chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi, em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời lý, anh trục chặt cảnh anh ấy, phải trục chặt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời ơi, em nói em rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Anh đi xong rồi nha, đổ xong xăng rồi em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em càng vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo lên từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè, yên là phải chùi lên nè đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa, mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha, xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong càng vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết chưa. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để anh ta đổ xăng thôi. Giật lên giật xuống. Trời ơi, làm biến trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn á. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ông hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha, đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê. Tại vì má em như vậy nè. Nó nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi, bà nói gì là thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chỉ nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết, hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết chấm luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là lấy chồng là còn y xì. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng có trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà mày làm cho con người ta có chửa mà mày không biết rồi. Mày bị quánh bầm đầu bầm cổ không? Quánh chết sống không? Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó, rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói vậy. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mà sao Lý? Sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không, ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không, tiêm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng.
À, của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. À, thi Paragame á. Dạ, nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ, rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Rồi giờ cái đêm cái đám hỏi thì sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xào quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ổng luôn. Không có nhậu. Là ổng hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc thì tỉnh quá nên nó tức quất. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xào quần biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quan biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Đó anh là... gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chị có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Ừ. Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không không, chị có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Đêm đầu giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Giờ bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái măng mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có không, em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà hung đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhiều người biết vậy. Nhưng mà anh ấy nói chung là em quý nhất là cái gì là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh ấy không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á là anh có quen cái bạn học là anh có hung bạn đó. Đó trời đất ơi, 14 tuổi rồi. Là bắt chỉ có trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung chắc trục trặc lắm mà gì mới ngán cho tới giờ luôn. Có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì cũng... là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân. Nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Như nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái đêm tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết.
thì hai đứa mới tối mới xà quần, thì cứ xà quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà, đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xà quần gút gột xong cái xà quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói, ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, tiết chinh. Thì nó, à thì đó giờ mình không có biết cái này chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ thì mình cũng đâu có nhiều, nên là con út ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. nhớ hoài dạ. Cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ, mặt mà anh đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi, hai đứa mấy đứa chưa? Là... Chị, nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ, vậy đó hả? Em cũng không biết nữa. Chuyện vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Bà hỏi chị, ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có nghĩa là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là anh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà anh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi, giác thực là cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này, cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó. Là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái dạ. Trai đều có đủ luôn. Là bé nay nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm ha. Rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng như hai em đứa nói thôi ha. Chứ dạ. Định đứa thứ ba. Không, nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha. Là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa thôi, em rất là thích. Thôi. Không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. nhưng mà em... trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi, đôi khi em nói anh thử không, mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi, thế mình đẻ đứa khác đi để em nựng. Thôi đang khó khăn thì đó, mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe, chưa kể là dịch bệnh nữa. Sức khỏe khó khăn rồi, đủ lắm sức khỏe nữa. Rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi. Thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh đó. Bây giờ em muốn không? Hả? Nãy giờ toàn là nghe kể chuyện, toàn là đẹp không bây à? Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây thôi. Giờ kể đi em. Đó. Không bây giờ để Hoàng Anh. Đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu cũng, chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là gì là phái hả? Phái ôm thì phái ôm. Mình á nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc mệt đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như cái tật xấu. Cái bà ngủ xong rồi có khi nào bà đè mình không? Tật đó dễ thương mà.
bắt ôm bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá chị, em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ ông lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quýu em chưa? Không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á? Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm rồi. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng hả không? Xem vòng hả không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt. Là bắt đầu tối em ngủ á, băng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè thì hay shopping đọc bừa bộn nè, mưa đó. Shopping không nè, bừa bộn nhà. Còn nè, một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá rồi làm cự á. Khó là ăn á hả? Có nghe không chị, ăn thịt cá hả chị? Là ông là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá, phải ăn thịt thôi à. À. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy thôi ăn mình đánh đi. Không, ủa anh đã anh biết mà không ăn cá mà anh mua vậy thôi, anh chạy cho anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá là ăn cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng là tật xấu của chồng. Tật xấu của em, chứ là tật xấu của em đó. Tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Nói gì cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị gì làm biến. Ngoại trừ cái đó em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biến khủng mà đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi, mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra, bắt đầu em vẽ làm điều đó, nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được rồi ha, là bắt đầu biết ngựa. Nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm. Đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng súc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu em làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi. Là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái uống cà phê ngồi đợi. Ông khoái mà, ông khoái á chị. Ông khoái á. Ê hồi nhỏ chắc sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt nữa nghe. Đúng, chính dạ, đúng xác. Rồi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người rớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm à. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Ừ. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó, anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè, mai mốt lỡ em mà có mất trước á là
anh cái thứ nhất, cái đầu tiên á, là anh mà dê dãn với cô gái nào không hay là gì đó, là ông em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi, đã dễ sợ không? Hỏi chứ. Em không biết có nghe hay không. Anh làm gì đó, làm gì vậy anh? Lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn. Và cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt cái em nói vậy. Em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. À, thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không. Anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết. Thì mình bảo là, nói chung, khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là à, cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mong muốn thay đổi đúng không? À, muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của ông là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Là gì? Nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là xong. Nhíu. Ờ. Ảnh đi ngang hay nghịch đụng vai chân, nói chung bất cứ vậy đó. Đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không. Vậy là không có lãng mạn đúng không? À. Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhíu không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái măng mê cái vú, cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn. Không. Cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. Không được, không được. Không được, bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt, ấy xong về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ, cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nha, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì cái là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con coi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn đó cưng. Trời, hiếu có hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chỉ riêng vậy thôi, ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa bị điên hả? Sao không, cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ông cũng ôm mình, nên là nó không có phải là hai thành người một làm rồi đó. Đúng đâu. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa, không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi, tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ, đúng rồi không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó, giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không, em bớt đi, em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ổng bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Cái là ổng sẽ nói nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm nằm đó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hai chồng khỏi bị móc. Dễ chính thương xác cái đó, đúng đó, đúng nó mới hoài luôn. Tại vì không áp lực là làm được, đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị, sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị mất là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng em.
bị cục hứng đó, nghe là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có thể là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nếu con mắm này bữa nay dễ thương quá đó. Con mắm đó là dính liền á anh, con lý điệu này nè đó, không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá đó, chết luôn đó, bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Dạ. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn, và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị.